Chào các bạn, hôm nay mình lại chúng ta lại gặp nhau nữa rồi, và mình muốn các bạn giao lưu với một cái bạn rất là tuyệt vời. Bạn cái giọng chút xíu, bạn nghe cái giọng nói lên là cái bạn rất là giọng Quảng Ngãi, không có lẫn lộn vào đâu được, dù là vào Sài Gòn rất là lâu rồi. Bạn có thể cho mọi người biết là bạn tên là gì, quê bạn ở đâu, và bạn vào Sài Gòn này làm gì? Xin chào mọi người, mình xin giới thiệu, mình tên là Lê Thiên Phúc, hiện là giám đốc công ty xây dựng Thiên Phúc Việt Nam, chuyên nghiệp thiết kế với thi công nhà phố biệt thự tròn gối. Quê bạn ở đâu và bạn ở Sài Gòn này làm gì? Mình là quê gốc mình là Quảng Ngãi, thì mình vô thành phố Hồ Chí Minh học tập sinh sống, thì ở trong này cũng được 14 năm rồi. Mình chuyên là mình học bên ngành xây dựng, chuyên kỹ sư xây dựng, thì mình ra trường cũng được 12 năm rồi. Bạn là người Quảng Ngãi mà vào Sài Gòn này lâu rồi mà sao vẫn còn cái giọng Quảng Ngãi nó đặc dữ vậy? Thì bây giờ là khi mình nói chung là mình không cái tính cách của mình đó, khi mình nói chuyện đó là mình không có quan niệm là thay đổi cái giọng nói mình, nên là khi mình vô mình làm việc là cái làm nhiệt tình mình nói, khi mình là vào nói chuyện thì mình là quên đi là cách sửa cái tiếng mình đi, là mình nói thẳng cái tiếng mình luôn. Có nhiều người chồng bạn là dân Quảng Ngãi không? Khi mà họ nghe nói đó. Dạ có, rất là nhiều. Có trường hợp như thế này. Khi mình ở cái xá thì cái từ mà đi làm á, mình hay ở quê mình hay đi lồn, thì cái máy bọn trong phòng mình là cứ mình kêu đi lồn là cái máy bọn cứ cười nghĩa. Ok. Rất là thú vị. Hồi kia nha, mà để mà cái khái niệm ra khởi nghiệp á, cái thế hệ bạn thì mình nghĩ là chắc là nhiều người rào cản lắm. Thì bạn đã ra khởi nghiệp được bao nhiêu năm rồi? Thì khi mình ra khởi nghiệp thì mình khởi nghiệp được 5 năm. Hiện giờ công ty xây dựng của mình là được 5 năm hơn rồi. Vừa rồi tháng 7 vừa rồi tròn 5 năm. Thì là cái câu chuyện khởi nghiệp của mình là khi mình đi vô Sài Gòn mình học tập á, mình ước mơ sau này mình sẽ thành lập một công ty để mình làm công việc gì đó mình làm riêng, chứ không mình không đi làm công nữa. Là từ quê mình là ở một quê rất là nông thôn nghèo lắm, và khi mà nói chung là mưa lũ thất thường hàng năm về là nói chung là không có việc gì để làm, đi làm khi làm thì phải tiết kiệm từng đồng ấy, để gọi là dành những cái đồng đó để cho những ngày mùa đông mùa mưa lũ ấy, để có ăn, rồi không là không có để ăn. Thì khi mình vô đây mình học tập, thì trong cái đầu mình cũng suy nghĩ lúc mà mình học để ra mình làm là mình phải làm cho bằng được những cái gì. Và khi mình ra trường thì chưa ra trường là mình đã xin mình đi làm rồi, và đi làm là làm không có tiền đó, nhưng mà khi đó mình đi dạy gia sư thì mình mới có tiền mình để có học, đi làm để lấy kinh nghiệm thôi. Thì khi mình ra trường xong thì mình nghỉ ra trường vừa 3 ngày là mình xin có việc mình làm liền thôi, vô mình làm được. Nói chung là mình qua cũng 4 năm công ty rồi, vừa thiết kế thi công mình học rất là nhiều kinh nghiệm. Thì qua hai công ty đầu tiên thôi là mình suy nghĩ là mình phải ra ngoài mình làm. Thì lúc đó mình xác định là bây giờ mình muốn làm được công ty thì mình phải làm được những công việc này đầu tiên. Thì đầu tiên mình xác định là mình phải biết thiết kế những công trình đơn giản của mình, như nhà phố biệt thự mình phải biết thiết kế được. Thì lúc đó mình bắt đầu mình tìm hiểu, tối là mình về mình đi làm cho công ty, thì tối mình về bắt đầu mình nghiên cứu, mình thiết kế tất cả những mình cứ tự lấy mày mò mình vẽ thôi. Và tự cho mình biết vẽ rồi nhưng mà mình không có về đi sâu đó thì mình không chuyên, nên mình phải tự vẽ tự rồi. Thì với mình dựa vô mấy hồ sơ mà trên công ty mình tự cứ xếp vào việc là mình cứ nhận gì mình làm, rồi mình tối về mình làm cho xong việc là đó. Thì cứ sau đó mình có kinh nghiệm, bắt đầu năm 2012 mình mới ra thành lập công ty. Thì cũng mấy tháng đầu thì mình cũng chuyên nhận thiết kế thôi. Thì với tự mình làm nhiệt tình thật thà, với là cái năng nổ thì người ta thích mình thì họ kêu mình thi công luôn. Bắt đầu thì công việc mình nó mới phát triển tới ngày hôm nay. Cái tính dấn thân của bạn nó rất là tốt, tại vì muốn ra làm chủ một cái doanh nghiệp thì cái sự dấn thân, sẵn sàng làm việc, sẵn sàng hành động, không hơn thua, không cầu nệ, cái tính cách nó thể hiện trong bạn. Cái ngày mà bạn ra ở quê khó khăn mà khi mà mình ra làm có đồng lương, rồi mình có thu nhập, rồi gửi về cho gia đình, rồi bạn lại nghỉ với ông bà ta, ba mẹ chúng ta ở quê, với bạn bè chung ta, là cái việc mà nghỉ làm công mà chuyển sang làm kinh doanh đó, đối với những cái người đó nó rất là rủi ro. Thì những cái ngày đó ai là người ủng hộ bạn, rồi nó có khó khăn gì không, bạn có thể tâm sự cho mọi người biết. Thực
cái khi mà ra, để ra thành lập công ty ấy, thì cái suy nghĩ của mình thôi là mà tự mình làm, chứ còn người 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 nhà mình cũng không biết nữa. Tại vì khi mà mình trước khi mình suy nghĩ bên công ty kia á, thì mình đã ra thành lập công ty trước rồi, thì mình lấy cái nguồn bên đó, vừa làm bên đó xong mình lấy cái nguồn gì để mình nuôi, gọi là thuê nhân viên bên mình nuôi nhân viên bên mình, và mình về mình triển khai cho anh em nó làm. Thì khi mà mọi người ở quê gia đình mình mà biết á, thì họ không nghĩ mình làm được, nên là họ nghĩ là con cực khổ quá thì không, con không nên làm như thế, khuyên mình vậy. Thì mình cũng là dạ cái này thì mình cũng nói, mình nói nhỏ nhẹ thôi, tại vì ở quê họ không biết cái chuyện là sao đi ra ngoài làm công ty như thế nào, và họ nghĩ là mình nếu mà ra làm là rất cực khổ và có thể là làm không được, mà trong lòng mình lúc nào cũng vậy, mình suy nghĩ là làm sao làm cho bằng được. Thì mình là lúc đó mình mới là tự động mình làm, và tự động mình lấy nguồn tiền mình làm bên kia, mình lấy nguồn tiền kia về để mình nuôi mình, và mình thuê nhân viên này mình làm, mình nuôi cho công ty mình. Mà thực ra hồi đó thì mình khi đó mình không có tiền thì mình thuê cái văn phòng gọi là cho có địa chỉ để cho mình có cái điểm giao dịch thôi, chứ còn không làm đất. Cái đơn hàng, cái nhà đầu tiên bạn nhận, bạn làm, bạn có lãi hay là bạn lỗ? Thực ra là khi mình ra mình làm công ty á, là chỉ những cái hợp đồng thiết kế thôi, nhỏ lẻ thôi. Hầu đó là thiết kế đó, mấy triệu, 3-4 triệu, 50 triệu, lớn lắm cũng 15 triệu. Thì mình làm được 3 tháng đầu thì cái đó mình tính, nếu mà tính ra thì lỗ thì cũng không lỗ, mà lời không lời, tự nhiên mình bỏ công mình làm hết, chứ mình không có thuê, nên là chỉ có mình thuê kiến sư vẽ cho mình cái phương án thôi, còn lại mấy cái kia mình tự triển khai hết, nên là tính ra không lỗ, không lời. Cái căn nhà đầu tiên mà bạn nhận, bạn xây chính thức xây, bạn có khó khăn gì không? Đúng, nếu mà để nói về khó khăn á, thì đúng là căn nhà đầu tiên rất nhiều khó khăn với mình, tại vì mình là đang làm hai bên. Thì lúc đó mình mới có thằng em ruột của mình, nó cũng làm bên điện lạnh luôn, thì nó cũng làm công trình với một anh của con bác ruột, là cũng làm về là thợ hồ chuyên xây dựng, thì mình mới kêu về lại cho mình lên hết phương án xong, mình triển khai hết biện pháp, thì mình mới triển khai lại cho hai người đó quản lý cho mình. Thì nhà hai người đó mình ban ngày mình đi làm cho người ta mất rồi, cho công ty khác rồi, thì chỉ mình sáng sớm là mình phải dậy sớm, 5 giờ là mình dậy, mình phải triển khai, mình ra công trường, mình triển khai hết cho mấy anh em rồi. Bắt đầu là đó là 6:30 mình đi làm, thì làm cho người ta, thì chiều 5 giờ nghỉ thì bắt đầu mình lắp đặt, mình chạy về sớm, chạy nhanh về, còn mình chặn anh em phải ở đó chờ mình về, mình kiểm tra là hết, thì bắt đầu mình triển khai. Thật ra buổi chiều mình triển khai, rồi sáng mình ra kiểm tra lại công việc như thế nào để anh em triển khai. Thì lúc đó là đúng là rất là mệt, và tự nhiên khi đó mình thi công thì mình cũng nhận thiết kế nữa, thì tối mình phải về mình phải làm thiết kế nữa, nên là nói chung là hồi đó là gian nan vô cùng gian nan, đúng không? Nhưng mà khi mà vượt qua gian nan thì bạn cảm giác như thế nào? Nói chung là khi mà hoàn thành công trình đầu tiên thì mình thấy rất là vui. Công trình đầu tiên là không lời, nhưng mà thấy rất là vui, và mình lên một sản phẩm rất là đẹp. Thì chủ nhà khi vừa tăng gia họ mời mình và mấy anh em cùng đi tới, họ khen mình rất là mừng, rất vui. Thì cũng nhà cái chủ nhà của cái nhà đầu tiên vậy mà họ giới thiệu cho mình là thêm được mấy căn sau, là mình mới có việc mà làm điều nhất. Rất là tuyệt vời. Vậy thì bây giờ mà bạn có thể nói rõ ràng tên của bạn là gì, làm sao mọi người liên hệ với bạn không? Tên mình xin nói lại, tên mình là Lê Thiên Phú, hiện là giám đốc công ty xây dựng Thiên Phú Nam. Mọi người, các bạn liên hệ mình qua số điện thoại là 0909 734085. Website mọi người muốn lên internet, mọi người liên hệ với bạn thì sao? Thì các bạn muốn tìm hiểu sâu về công ty mình hơn thì thì vô website là thienphucvietnam.com, hoặc là để dễ hiểu về cá nhân mình hơn thì vô website là lethienphuc.com. Trên Facebook là mọi người tương tác bạn trên Facebook thì sao? Thì nếu mà để gặp tương tác vô Facebook hiểu hơn mình hơn nữa thì vô Facebook là Thiên Phú, không là vô số điện thoại của mình là 0986 733 406, để tìm ra cái Facebook, đúng không? Vậy thì cái bạn có nghĩ là cái con đường kinh doanh ra khởi nghiệp thì chúng ta cần phải có cái kiến thức về kinh doanh, chúng ta cần phải đi học không? Thì đúng rồi, từ lúc mình ra mình kinh doanh á thì mình không nghĩ rằng là cần kiến thức về kinh doanh, tự ra mình làm là được. Nhưng mà khi mình làm được khoảng
3 năm hơn thì bắt đầu mình mới gọi là lúc đó mình không biết làm sao để phát triển doanh nghiệp mình nữa. Bắt đầu mình mới bây giờ phải tìm cách như nào để con doanh nghiệp mình phát triển. Bắt đầu mình muốn suy nghĩ là phải tìm hiểu. Thì mình tìm hiểu thì khi mình lên mạng mình tìm hiểu thì mình mới biết được là B-training là chuyên về đào tạo doanh nhân các bạn khởi nghiệp. Thì mình mới đăng ký cái lớp học miễn phí 3 tiếng hồ của thầy Nguyễn Thế Chi đây. Thì vô tình là mình vừa tới lớp 3 tiếng là mình biết được đây là những cái gọi là cái chìa khóa để cho mình mở ra hơn. Thì nói chung là mình cảm ơn thầy Nguyễn Thế Chi rất nhiều đã cho mình nhiều bài học và mở cho mình nhiều hướng đi hơn trong ngành kinh doanh mình. Cái trường hợp của bạn là nó vướng rất là nhiều cái doanh nghiệp trẻ. Chúng ta đi ra kinh doanh thì chúng ta chỉ có mỗi cái chuyên môn thôi mà. Và các bạn nên nhớ là cái người chuyên môn với người kinh doanh nó sẽ khác nhau. Bởi vì cái người chuyên môn là chúng ta sẽ làm ra sản phẩm rất là tốt. Các bạn rất giỏi về sản phẩm, nhưng mà cái người kinh doanh đó là họ biết kết nối những sản phẩm với thị trường. Nhiệm vụ của người kinh doanh là họ phải biết lãnh đạo, họ biết xây dựng đội nhóm, họ biết làm cho công ty nó lớn mạnh ra. Thì phần lớn là những người chuyên môn hoàn toàn không biết những cái cách thức đó. Và bạn là một trong những cái người mà rất là khác biệt trong những người làm chuyên môn. Là bạn biết rằng là chúng ta cần phải có kiến thức về kinh doanh. Cái điều đó rất là tuyệt vời. Vậy thì có rất là nhiều bạn trong thời đại này nè, trong thời điểm này nè, gọi là ra khởi nghiệp mà. Trào lưu của Việt Nam hiện tại mà người ra cái nhà ra khởi nghiệp. Thì bạn có cái góc nhìn gì và bạn có cái chia sẻ gì cho những cái bạn trẻ đó mà đang nghe cái đoạn video này không? Thì mình hy vọng rằng các bạn trẻ mà muốn ra khởi nghiệp mà xem được cái đoạn video này thì mình có một lời khuyên như thế này. Các bạn nên đã suy nghĩ ra mà mình muốn ra khởi nghiệp rồi thì mình phải dấn thân, mình làm và hành động liền, chứ không có chần chừ là kêu đi mình đi làm công để mình có gọi là có kinh nghiệm mới ra thành lập được, thì cái đó không cần thiết lắm. Thì nên đã suy nghĩ ra làm khởi nghiệp thì phải ra hành động liền, dứt khoát. Còn mình vướng tới đâu mình giữ tới đó. Hồi kia bạn ra khởi nghiệp bạn có nhiều tiền không? Để bạn trả lời cho rất là nhiều bạn rằng là ra khởi nghiệp cần phải có vốn. Thật ra thì lúc đầu tiên mà khi mình suy nghĩ mình mở công ty á, thì cũng nghĩ là làm xây dựng phải cần rất là nhiều tiền. Thì mình đi làm cho mấy công ty rồi, 3-4 công ty, thì mình cũng suy nghĩ rằng là để mà có tiền mà ra thành lập một công ty xây dựng thì mình kêu không biết khi nào mình có tiền đủ tiền để thành lập công ty xây dựng hết. Nên là mình mới suy nghĩ là mình phải làm cái gì để có tiền. Thì lúc đó mình mới suy nghĩ là mình lấy nguồn tiền bên kia để mình nuôi sống mình, bản thân mình và một số nhân viên, còn lại là để bên này mà phát triển được thì mình phải nhận thiết kế đầu tiên. Không có tiền, tự đăng túi mình không có tiền, thật ra là không có tiền, chỉ có mấy cái đồng lương bên kia thôi. Thì mình mới bắt đầu mới nhận công trình thiết kế. Thì mình công trình có nhỏ lớn thì có mấy triệu, 10 triệu, mấy triệu, thì bắt đầu mình mới gom góp được một ít lần thì bắt đầu mình mới nhận được thi công. Thì cái đó thì với lại mình làm cái nhà phố với biệt thự tư nhân thì nó cũng dễ hơn một tí, là tiền bạc khi người ta không có sẵn, nhưng mà mình làm được việc là mình lấy tiền nó nhanh được, chứ không như công trình nhà nước là làm sao phải chờ đợi. Các bạn thấy mà cái chiến lược của bạn Phú chia sẻ, nếu mà các bạn chịu khó sao chủ lại thì các bạn sẽ có học được cái bài học đó. Các bạn thấy chưa, tức là hồi kia bạn đang đi làm công mà đang lãnh lương mà, nên là cái chiến lược đi. Cái vấn đề ở đây là cái chiến lược đi, chứ không phải là có sẵn cái cục tiền. Cái chiến lược đi để làm sao chúng ta ra kinh doanh được. Vừa rồi bạn Phú đã chia sẻ cho chúng ta. Nếu mà có một cái Việt Kiều họ xem cái chương trình này, và chắc chắn có, trong thời gian qua rất là nhiều bạn Việt Kiều xem và tương tác, họ xem cái đoạn video này mà họ có người thân ở Việt Nam, họ muốn xây nhà và họ liên hệ với bạn, thì bạn có giải quyết được cho họ? Chắc chắn là giải quyết được rồi. Như thế nào? Họ phải liên hệ bạn như thế nào, rồi bạn phải làm quy trình nào để nói để họ giúp bạn? Bây giờ trên website của mình đó, website đó mình có 3 website rồi. Website thương hiệu là thienphuvietnam.com, website chuyên gia của mình là thicongnhatrangoi.com và website cá nhân là lethienphu.com. Thì để về nói về công việc thì vô website thương hiệu mình nó có đầy đủ hết quy trình là cần khi làm một cái nhà cần những gì, cần những bước như thế nào, và yêu cầu cần có hồ sơ như thế nào để thiết kế lên một cái nhà và thi công lên một cái nhà. Thì nếu mà Việt Kiều bên đó mà
gọi là có người thân bên này muốn xây nhà, muốn tìm hiểu thì nên vô những website của công ty xây dựng Thiên Phú Việt Nam tìm hiểu trước và bắt đầu mới liên hệ với mình qua email hay qua điện thoại hay là qua Zalo hay Facebook gì đó, thì các kênh đó mình đều có hết, thì lúc đó mình tư vấn thêm. Rất là tuyệt vời. Vậy thì mình hỏi cái chủ Việt Kiều là một cái đại diện thôi, chứ các bạn cứ ở Việt Nam có thì liên hệ nó quá dễ rồi các bạn ha. Vậy thì vừa rồi chúng ta có khoảng 15 phút để các bạn giao lưu với bạn Phú. Bạn muốn liên hệ với bạn Phú để tìm hiểu sâu hơn về cái ngành xây dựng, hoặc là muốn xây nhà, hoặc là muốn chia sẻ những cái kinh nghiệm từ bạn Phú, thì các bạn view lại cái đoạn video và các bạn thấy có cái thông tin rồi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi cái đoạn video này, và mình rất mong là các bạn sẽ tiếp tục theo dõi những đoạn video khác, bởi vì các bạn sẽ kết nối được rất là nhiều bạn rất là thành công. Chào các bạn.